nước dừa và dừa nước giống hay khác nhau nhỉ? Tất nhiên là khác nhau rồi, nhưng mà khác chỗ nào thì it's good. Đây đây, đây là cây dừa nha các bạn. Và chị Bảy đang ngồi dưới gốc cây dừa lặt hành đó. Bà nào mà nói với tôi là không biết cái cây này thì thôi chúng ta chia tay nhau từ đây đi. Tất nhiên cây dừa thì sẽ có trái dừa, mà trái vàng hay trái xanh này tuần tùy theo loại ha. Mà trong trái dừa thì tất nhiên phải có nước dừa rồi. Còn cây dừa nước thì một cái buồn của nó sẽ ra những cái trái dính chùm với nhau như thế này nha các bạn. Bạn nào ở miền Tây thì không thể nào không biết trái này. Còn mấy bạn ngoài miền Bắc ha, miền Trung á thì tôi không biết ha. Và cái trái này á thì là nó vừa ăn rồi nè các bạn. Cái này mình quay lâu rồi, hồi mùng 3, mùng 4 Tết lận mấy chị mình ở thành phố về chơi, thì má chồng của mình với kinh nghiệm mấy chục năm chặt dừa thì má mình đã chặt được hai quả dừa rất là ngon và vừa ăn luôn. Vì sao tôi nói cái đoạn này, rồi mấy bà coi cái đoạn sau đi thì các bạn sẽ biết. Đây mấy chị tôi đang chặt dừa nè mọi người, để tôi lượm ra cái ruột ở bên trong cho các bạn xem ha. Cái này thì được hai quài, một quài thì rất là vừa ăn, còn một quài thì nó hơi mềm mềm như thế này ha. Mềm mềm như thế này thì nó ngọt dữ lắm luôn. Tất nhiên dừa nước á thì bên trong nó vẫn có nước, nhưng mà nước nó ít dữ lắm. Chủ yếu thì người ta vẫn lấy cái này thôi các bạn ơi. Cái này thì các bạn chỉ cần thêm đường, thêm sữa, thêm đá vô là bá cháy bù chét rồi. Còn cái này là cái gì biết không? Là cái bông của nó đó. Chánh giữa là cái bông cái nha, còn xung quanh là mấy cái bông đực. Rồi mấy bạn từng nghĩ là mỗi một cái như thế này thì chỉ có một quài không nha? Ở dưới nó còn thêm mấy cái buồn em nữa nè. Hồi đó tôi có nhỏ bạn, mọi người nó độc đáo lắm. Nó lấy cái bông dừa mà đã hơi thành trái rồi, nó làm cái bông hoa cưới của nó. Coi lạ chưa? Và trước khi chặt cái quài dừa nào thì người ta sẽ thử xem là cái quài dừa đó nó vừa ăn chưa ha. Cái đoạn này là mấy chị tôi xúm lại chặt dừa nè mọi người, rất là vui luôn. Bây giờ nhớ lại còn vui á mọi người. Rồi mình sẽ lại ra, mình nhà mình ăn đơn giản lắm thì chỉ thêm đường với thêm đá vô là ăn thôi ha. Còn đây là tôi nha quý vị, đợi gần một tháng trời chờ cho cái quài dừa nó già để mà trả lời cái comment này nè. Thấy tôi có tâm chưa, rồi cái quài dừa nó vớt vô cái giò luôn rồi chảy máu luôn. Thiệt hết sức không ai có tâm qua tôi luôn á. Rồi cuối cùng hai quài dừa nó non chẹt, trời đất ơi mấy bà coi nè. Có được vài trái nào nó hơi dáng dáo như thế này thôi ha. Còn lại là nước không hà. Bởi vậy người ta mới có câu là gừng càng già càng cay. Tôi cũng thử như má chồng tôi vậy đó mọi người. Mà tôi bị dụ mọi người, tôi chặt ngay thử ngay cái trái nó có cái mới chết chứ. Rồi mấy bà coi nè, nó mỏng te, mỏng tét như tàu lá lúa. Cái này thì nó hơi ít thiệt, nhưng mà ăn nó ngọt hơn những cái trái mà bên trong ruột nó đầy rồi nha cả nhà. Ở đây thì mình chỉ cần thêm đường, thêm đá, bà nào khoái thì thêm sữa nha. Tôi thì tôi không khoái thêm sữa thôi. Còn các bạn xuyên xuyên thì có thể nấu chè ha. Tôi thấy hôm nay có cái trend mà mứt dừa nước đó mà tôi làm biếng quá. Rồi húp thôi nè anh, thợ đất ơi, nó ngọt ơi là ngọt. Cái này nói cho bạn nào không biết thì nó ăn dẻo dẻo như thấp nếp á mọi người, nhưng mà nó ngọt dữ lắm luôn. Ê ơi, mà ăn trúng mấy chai già thì nhai mỗi hàm luôn chứ không ngọt ngào gì đâu nha. Rồi đừng có lỡ mà ăn trúng mấy chai già rồi nói tôi review không có tâm, mấy chai non non như thế này nó mới ngọt nha. Mà chỉ là non quá thì không đủ cái mỏ tôi ăn thôi. Trời đất ơi, một quài mà ra chưa được nửa chén. Hi hi, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.